Cô chào tất cả các em học sinh khối 8. Cô rất vui hôm nay được gặp lại các em ở tiết học trực tuyến môn địa lý 8 ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 28 đặc điểm địa hình Việt Nam. Các em dựa vào hiểu biết của bản thân hãy cho cô biết nước ta có các dạng địa hình nào. Địa hình nước ta rất đa dạng và nó có nhiều dạng địa hình. Ví dụ như là núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng, thềm lục địa. Cô có lược đồ địa hình Việt Nam, hình 28.1, hình này trong sách giáo khoa. Trên lược đồ này thì nó có rất là nhiều các dạng địa hình của Việt Nam và các dạng địa hình này người ta thể hiện bằng phương pháp gì đây? Người ta thể hiện bằng phương pháp tam màu. Mỗi màu nó sẽ thể hiện cho một dạng địa hình khác nhau như là dạng màu xanh lá cây. Các em quan sát trên lược đồ cô đang chỉ theo mũi tên. Đây chính là dạng địa hình đồng bằng. Màu vàng, tiếp tục màu vàng là dạng địa hình đồi. Rồi các gam màu xanh dương. Màu xanh dương các em quan sát cho cô đây chính là núi trung bình, núi đá vôi. Rồi dạng địa hình màu đỏ này là các cao nguyên Ba Gian. Rồi các gam màu màu hồng đậm, màu nâu biểu hiện cho dạng địa hình núi trung bình và núi cao. Như vậy màu sắc càng đậm thì địa hình sẽ càng cao. Và cái ký hiệu dải màu đen này là ký hiệu cho các dãy núi, ký hiệu cho các ngọn núi. Vậy dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất? Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất các em có thể quan sát được cho cô đó chính là đồi núi. Và đây cũng là đặc điểm quan trọng đầu tiên của địa hình Việt Nam. Một nhỏ đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam. Quan sát hình 28.1 và dựa vào kiến thức trong sách giáo khoa, em hãy nhận xét về tỷ lệ đồi núi so với diện tích lãnh thổ đất liền. Đồi núi nước ta chiếm diện tích rất lớn, chiếm tới 3 phần 4 diện tích nước ta kèm và là một bộ phận quan trọng. Trong đó thì núi dưới 1.000 mét chỉ chiếm 85%, còn núi cao trên 2.000 mét thì chiếm 1%. Như vậy địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp. Xác định đỉnh Phan Xi Păng và đỉnh Ngọc Linh. Đỉnh Phan Xi Păng trên dãy núi Hoàng Liên Sơn của nước ta, đây là đỉnh núi cao nhất của Việt Nam các em. Đỉnh thứ hai đó là đỉnh Ngọc Linh, nằm trên dãy núi Ngọc Linh. Các em xác định trên cao nguyên Kon Tum của vùng Tây Nguyên. Đây là đỉnh Phan Xi Păng trên dãy Hoàng Liên Sơn. Đỉnh Phan Xi Păng được gọi là nóc nhà của Việt Nam, đồng thời là nóc nhà của Đông Dương, với độ cao là 3.143 mét và nó nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn của vùng núi Tây Bắc. Và các em có biết vì sao mà dãy Hoàng Liên Sơn nó lại có tên gọi như vậy không? Bởi lẽ là vì trên dãy Hoàng Liên Sơn này được trồng rất là nhiều các loại cây hoàng liên các em, cho nên nó được mang tên là dãy Hoàng Liên Sơn đấy. Đỉnh núi Ngọc Linh có độ cao là 2.598 mét, nó nằm trên dãy núi Ngọc Linh thuộc cao nguyên Kon Tum của vùng núi Tây Nguyên. Đây được gọi là mái nhà của Nam Bộ bởi lẽ nó cao nhất ở Nam Bộ nước ta. Xác định các dãy núi đâm ngang ra biển. Nước ta có một số các dãy núi đâm ngang ra biển làm cho địa hình nước ta bị chia cắt. Ví dụ như là dãy Hoành Sơn ở khu vực đèo ngang, dãy Bạch Mã ở đèo Hải Vân. Nhận xét hình dạng toàn bộ khu vực đồi núi. Khu vực đồi núi nước ta tạo thành một cánh cung lớn hướng ra biển Đông và trải dài khoảng 1.400 km từ miền Tây Bắc cho tới miền Đông Nam Bộ. Tại sao nói đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam? Bởi lẽ đồi núi đem lại rất nhiều thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội đất nước các em. Ví dụ như là địa hình đồi núi có thể thích hợp cho việc là trồng rừng, trồng các loại cây công nghiệp như là cao su, cà phê, điều, hồ tiêu.
Rồi ngoài ra còn thích hợp cho trồng chè nữa các em, hoặc là thích hợp cho việc chăn nuôi gia súc, đặc biệt là gia súc lớn. Rồi ngoài ra thì đồi núi còn thích hợp cho việc xây dựng các công trình thủy điện và phát triển về du lịch sinh thái. Tuy nhiên thì địa hình đồi núi cũng mang lại không ít khó khăn như là giao thông đi lại hiểm trở, hạn chế việc giao lưu, rồi tình trạng về xói mòn, sạt lở đất diễn ra rất là nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến đời sống cũng như là sản xuất của người dân. Bên cạnh diện tích về đồi núi thì nước ta còn có diện tích khá lớn về mặt đồng bằng. Dựa vào lược đồ hãy xác định diện tích và nêu đặc điểm của đồng bằng nước ta cho cô. Về diện tích đồng bằng của nước ta so với lãnh thổ đất liền thì nó chỉ chiếm khoảng 1/4 diện tích lãnh thổ thôi các em. Và ở nước ta thì có hai cái đồng bằng lớn, đó là đồng bằng Bắc Bộ hay người ta còn gọi là đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng Nam Bộ hay còn gọi là đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra thì ở nước ta còn có những dải đồng bằng nhỏ hẹp nằm ở ven biển. Người ta gọi đây là các đồng bằng duyên hải miền Trung và nó bị các cái dãy núi ăn lan ra sát biển này chia cắt tạo ra nhiều các đồng bằng nhỏ em. Lớn nhất chỉ có đồng bằng ở khu vực Thanh Hóa và Nghệ An là có diện tích lớn hơn cả. Nội dung các em cần ghi nhớ ở mục 1 các em ghi vào vở cho cô. Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ bị đồi núi chia cắt thành nhiều khu vực, điển hình là đồng bằng duyên hải miền Trung. Chúng ta sang đặc điểm thứ hai của địa hình Việt Nam. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. Cuối giai đoạn cổ kiến tạo, địa hình nước ta có đặc điểm gì? Vào giai đoạn cổ kiến tạo thì lãnh thổ nước ta đã được tạo lập một cách vững chắc và nó bị bạo lực bào mòn cho nên địa hình lúc này trở nên bằng phẳng và thấp. Nhưng mà vào tới giai đoạn tân kiến tạo thì có một vận động tạo núi lớn xảy ra lúc này, đó là vận động tạo núi Himalaya. Và vận động này đã làm cho địa hình nước ta được nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau các em. Phân tích lát cắt CD để thấy sự nâng lên của địa hình nước ta. Các em quan sát lát cắt CD trên lược đồ là lát cắt theo hướng Tây Bắc Đông Nam từ dãy Hoàng Liên Sơn cho tới sông Chu. Cô ngoài ra cô còn có lát cắt AB. Đây, các em quan sát trên lược đồ và đối chiếu với hình vẽ lát cắt cho cô. Lát cắt AB là lát cắt từ Sơn Nguyên Đồng Văn đến cửa Thái Bình. Cô sẽ phóng to cho các bạn quan sát. Lát cắt CD đầu tiên chúng ta sẽ phân tích lát cắt CD cho cô. Quan sát vào trong lát cắt thì chúng ta thấy là địa hình nước ta nó được phân thành các bậc địa hình khác nhau. Cao nhất là bậc địa hình Hoàng Liên Sơn, sau đó đó đến khu vực Tây Bắc và thứ ba là đến khu vực Hòa Bình Thanh Hóa. Tuy nhiên trong mỗi khu vực địa hình này thì địa hình nó lại có sự phân thành các cái bậc nhỏ khác nhau. Như là trong bậc địa hình Hoàng Liên Sơn thì cao nhất đó là Phan Xipang, sau đó tới dãy Pu Họt. Rồi tiếp theo là tới khu khu Tây Bắc thì chúng ta thấy là thấp nhất là ở vùng sông Đà. Sau đó là cao nguyên Mộc Châu thì có độ cao lớn hơn. Rồi tương tự như vậy, khu Hòa Bình Thanh Hóa thì nó cũng có các cái bậc địa hình có độ cao khác nhau. Tương tự như vậy, xác định các bậc địa hình trên lát cắt AB. Lát cắt AB là từ Sơn Nguyên Đồng Văn đến cửa Thái Bình. Lát cắt AB. Quan sát vào lát cắt này thì chúng ta thấy rằng là địa hình nước ta được chia ra cũng làm các bậc địa hình khác nhau. Đầu tiên đó là bậc đồi núi, chúng ta thấy nó có độ cao khoảng là từ 200 m cho đến 500 m. Và có nhiều các cái nơi là có độ cao khoảng trên 1.500 m, trung bình là độ cao khoảng trên 1.500 m. Khu vực thứ hai là khu vực đồng bằng.
có độ cao dưới 200 mét và khu vực thứ ba là thềm lục địa. Xác định hướng nghiêng của địa hình. Hướng nghiêng của địa hình nước ta chính là hướng của các dãy núi và các con sông. Vậy thì hướng nghiêng của địa hình nước ta là theo hướng Tây Bắc Đông Nam các em, tức là thấp dần từ Tây Bắc ra phía Đông Nam. Đấy. Xác định hướng một số dãy núi lớn của nước ta như là dãy Hoàng Liên Sơn, Bô Đen Đinh, Trường Sơn Bắc và bốn cánh cung lớn. Bô Đen Đinh, Trường Sơn Bắc và dãy Hoàng Liên Sơn theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Em quan sát cho cô, đây là hướng Tây Bắc Đông Nam. Ngoài ra thì nước ta, núi nước ta nó còn có một số dãy núi chạy theo hướng vòng cung nữa các em. Ví dụ như là cánh cung sông Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn và cánh cung Đông Triều. Đây là những dãy núi mà theo hướng vòng cung. Như vậy nước ta hướng núi thì có hai hướng chính, đó là hướng Tây Bắc Đông Nam và hướng vòng cung. Các em có thể ghi nội dung chính của mục 2 vào trong vở cho cô. Vận động tạo núi ở giai đoạn tân kiến tạo làm cho địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp. Núi cao, đồi núi thấp, đồng bằng, thềm lục địa. Hướng núi là Tây Bắc Đông Nam và hướng vòng cung. Hướng Tây Bắc Đông Nam như cô vừa giải thích, hướng vòng cung. Nó giống như hướng vòng cung là nó giống như cái cánh quạt của chúng ta vậy. Nó tạo thành các cái nan để hút gió mùa Đông Bắc vào Việt Nam đấy các em. Ngoài ra thì hai hướng chính, bên cạnh hai hướng chính chúng ta còn có một số các cái dãy núi chạy theo các hướng khác như là hướng Bắc Nam hay là chạy theo hướng Tây Đông. Ba nhỏ, địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu sự tác động mạnh mẽ của con người. Địa hình nước ta ngoài chịu sự tác động nhiều của địa chất kiến tạo, thì địa hình nước ta còn chịu sự tác động của khí hậu và con người. Vậy thì khí hậu và con người có ảnh hưởng như thế nào tới địa hình? Cô và các em sẽ cùng nghiên cứu ở mục 3 nhỏ. Khí hậu có ảnh hưởng như thế nào tới địa hình? Khí hậu bao gồm có nhiệt độ và lượng mưa thì nó sẽ làm cho đất đá bị phong hóa mạnh mẽ, các khối núi bị xói mòn, xâm thực và tạo nên các dạng địa hình cát tơ. Còn con người thì ảnh hưởng như thế nào tới địa hình? Con người của chúng ta sẽ góp phần làm nên các địa hình nhân tạo như là xây dựng các kiến trúc đô thị, giao thông, hồ chứa nước, kênh rạch, vân vân. Các mạch nước ngầm quét sâu vào các khối núi đá vôi sẽ tạo nên các dạng địa hình cát tơ ở Việt Nam rất là đẹp. Cụ thể đó là nước ta có nhiều các hang động kỳ vĩ và hấp dẫn như là hang Sơn Đòn ở Quảng Bình, động Hương Tích của Chùa Hương, động Tam Thanh của Lạng Sơn hay động Phong Nha của Quảng Bình. Đây là những cái địa hình dạng địa hình cát tơ rất là hấp dẫn ở Việt Nam các em. Nội dung mục 3 nhỏ các em cần ghi nhớ cho cô. Địa hình luôn biến đổi do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa. Địa hình cát tơ là dạng địa hình độc đáo và điển hình. Ngoài ra thì địa hình cũng chịu sự tác động của con người. Cụ thể, con người đã xây nên một số các dạng địa hình nhân tạo. Ví dụ như chúng ta xây dựng đô thị, xây các tòa nhà, chung cư, xây các cái công trình giao thông, rồi xây dựng các cái hồ chứa nước và xây dựng đê điều vân vân. Bên cạnh những tác động tích cực thì con người lại cũng có những cái tác động tiêu cực tới địa hình bề mặt trái đất, như là con người chúng ta chặt phá rừng bừa bãi này thì sẽ làm cho mưa lũ xuất hiện. Khi mưa lũ xuất hiện thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng rất là nguy hiểm tới đời sống cũng như sản xuất của người dân, như là lũ lụt, rồi sạt lở, xói mòn.
Như vậy bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi các em. Và đây là những cái nội dung chính của bài học hôm nay các em cần nắm cho cô. Bài học hôm nay của chúng ta tìm hiểu về đặc điểm địa hình Việt Nam gồm có 3 đặc điểm chính các em cần nắm. Đặc điểm thứ nhất, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất. Đặc điểm thứ hai là tân kiến tạo nâng lên thành nhiều bậc. Và đặc điểm thứ ba các em cần nắm cho cô về địa hình nước ta đó là chịu tác động mạnh mẽ của khí hậu và con người. Trong đặc điểm thứ nhất, các em cần nắm cho cô các nội dung sau. 3/4 diện tích là đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp. Đặc điểm thứ hai là tạo thành các cánh cung lớn hướng ra biển. Và đặc điểm thứ ba là đồng bằng chiếm 1/4 diện tích và bị chia cắt. Trong đặc điểm thứ hai, các em cần nắm cho cô các nội dung sau. Địa hình nâng lên thành nhiều bậc. Hướng nghiêng là Tây Bắc Đông Nam. Và hướng núi thì có hai hướng chính, đó là Tây Bắc Đông Nam và hướng vòng cung. Đặc điểm thứ ba, các em cần nắm cho cô các nội dung chính sau. Khí hậu thì nó sẽ làm cho địa hình nước ta bị bào mòn, xâm thực, bồi tụ, tạo nên các dạng địa hình cát tơ. Con người thì sẽ xây dựng các hệ thống đê điều, hồ chứa nước, giao thông và sẽ có ảnh hưởng đến địa hình đấy các em. Và về nhà thì các em sẽ phải ghi chép các nội dung chính này vào trong vở, làm bài tập đầy đủ cho cô và chúng ta sẽ đọc trước cho cô bài 29, đặc điểm của các khu vực địa hình để tiết sau chúng ta học. Cô chào và hẹn gặp lại các em.